Cái nồi cơm mini của một con này. Nói gì lên hai mẹ con ăn. Ăn không hết luôn. Uống nước cho mát. Mình nấu ăn. Quá trời nóng à. Đó là 10 rưỡi rồi. Cái nhà sáng đưa đi học là 9 giờ kém. 8 rưỡi đưa lên lớp, 9 giờ kém là em dòng gì em chạy đi chợ. Đi chợ mua một ít đồ ăn nè, dọn dẹp nhà cửa nãy giờ một cái mà 10 rưỡi luôn á. Không có chưa cái kịp làm cái gì hết trơn á, mà đến giờ đón lên rồi. Nên nhờ bà nội đi đón cho mình. Mua thay cái củ qua này sẽ, giờ sẽ làm canh củ qua nhìn thịt đi, ăn cho nó mát đi nè. Bữa nay trời nóng quá, 39-40 độ, chết quá. Nóng mà không có gió luôn. Nóng quá mà. Cái này chắc làm được 3 khúc đi. Mua được cái trái nó bự. Đến lúc đầu định không mua nhưng mà thấy củ qua nó bự á nha, nhồi thịt đã. Sắp tới nhà em cũng có củ qua rồi, khỏi phải mua nữa. Mấy trái củ qua mà nó bự vậy nè là nó đỡ đắng hơn là mấy cái trái nhỏ. Nó đỡ đắng hơn với lại nó cũng dễ khoét ruột hơn. Nhồi được nhiều thịt hơn nữa. Đói bụng mình đi vô bếp tìm mẹ đó. Chưa có nấu xong. Mới chuẩn bị được thịt à. AECFG hả? Trời ơi thương quá vậy. Thịt có vẻ hơi ít rồi. Mấy nhồi có đủ không nữa. Bữa nay xay thịt kiểu như là có ba chỉ, có tí mỡ với lại để cho tủ lạnh lấy ra, thành ra là nó dẻo ghê luôn. Em mua thêm một ít thịt dê chiên nữa nè. Ta chiên sẵn á. Hôm nay đi sớm thì mua được thịt tươi này, người ta chiên sẵn nè. Ướp cho nó một chút muối đi. Thank you.
này mà mua mà nướng á, tự nhiên bữa nay em thèm ăn thịt dê nướng quá trời luôn. Thịt dê nướng nó mềm lắm cả nhà, nó mềm mà nó thơm lắm, nó không có như thịt bò đâu. Thịt bò nướng lại khô nha. Hồi xưa thích ăn thịt bò nướng nhưng mà giờ lại đổi, giờ lại thấy thịt dê nướng ngon nha. Cho xíu đường thôi, cho nhiều sợ nó cháy á. Cái này là gia vị thịt nướng nha, gia vị thịt nướng nha. Ướp một chút thịt dê xong rồi giờ đem đi nướng thôi. Nước 200 độ C đi cho nó nhanh. Bữa nay em lại cũng làm 3 món luôn nè cả nhà. 3 cái bếp chạy hết công suất luôn. Bếp ga, bếp điện rồi thêm bếp nướng nữa. Em cũng chạy hết công suất luôn đó, để cho lẹ chứ kinh đói bụng rồi. Nãy mắc nấu ăn nên là phải nhờ bà nội đón giùm. Chứ ông Kinh không về tới cái là ông đi thẳng vô bếp à. Ông biết mẹ đang nấu ăn trong bếp, ngày nào cũng vậy mà. Nhưng mà thành thói quen rồi á, cứ đi thẳng vô bếp kiếm cái gì ăn đó. Chồng em hay làm bánh thầu cứ làm cái bự 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 vậy nè, xong rồi bỏ tủ lạnh. Bánh thầu bà tự làm á, xong hai ông bà cứ mỗi lần ăn lại hấp lên, ăn cả tuần nửa tháng vậy đó, lấy 4 cái. Đúng rồi, hầu xăng à. Giảm rất là chen. Hôm nay họ xung quanh thả mai rồi, chẳng hôm nay xin xin mà. Xin xin thả chưa chỉ chen rồi. Dốc. Ê, thang thang thang, bây giờ tụng. Bây giờ tụng. Nè, dốc. Thì xin thử rô bà. Phan khoai xú lặn. Cái này nó có chung giảm này thôi. Cái này nó thao. Có được, được không? Chúng ta cũng như thế. Ai uống thì bữa trưa hôm nay của gia đình em nè, một ít thịt dê nướng, thịt dê xiên que với lại canh khổ qua nhồi thịt, thịt bò xào với lại cải thìa cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm nha, mời cả nhà ăn cơm với gia đình em nha. Ba mẹ chồng em thì sẽ ăn bánh thầu, còn em với Kinh sẽ ăn cơm trắng. Hãy subscribe.
lo đi đi qua đi đi qua đó sau rồi củ qua củ qua không sao bên chú củ qua sao chú yêu cầu củ qua gì củ chú củ đi đầu sau đứng chứ á à, thế gì vậy cũng như là chỉ để củ củ xoa lạc kiến chỉ có tôm quả tôm khá buồn đó củ thấy đúng vậy gia dạy khoai dầu cũng qua chưa? Nhưng mà là tăng trong những khoai lọ. Khoai dầu à? Ừ. Chỉ cần một cái nào. Quá trong thì phải xong. Ở trong thì chúng ta phải tạo em để ý bao nhiêu lần á là ông bà chồng em có cái tánh nha, ngộ lắm. Là mỗi lần nhà em trồng cái gì á, nhà người ta cũng trồng á, là ông toàn đi chê đồ của người ta không à. Là lúc nào đồ của nhà mình cũng tốt, cũng hơn hết trơn á. Nên là nhiều khi em cũng thấy mắc cười lắm. Bữa nay mùa hè rồi á, cho nên là nấu được nhiều món hơn. Chứ không có như lúc mùa đông á, lạnh á, nên là chỉ nấu một món cho nó nhanh gọn lẹ. Với lại là mỗi ngày á, em đều thay đổi thực đơn cho gia đình hết trơn á. Hôm nay ăn món này á, thì ngày mai em lại nghĩ ra món khác à. Một tuần á, có khi là không có trùng lặp với nhau luôn á. Để vậy ăn cho đỡ ngán á cả nhà. Cả nhà ngồi ăn cơm chung á, quây quần vậy nè. Chỉ thiếu có mỗi mình chồng em mà, cái nghĩ thấy thương quá trời. Ở bên ngoài đi làm á, lúc nào cũng phải ăn tạm ăn bợ thôi.